Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối ngày 4 tháng 8 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An với những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra quân phòng chống đại dịch. Vượt nắng, thắng mưa, kiên trì bám chốt. Indonesia đề xuất thiết lập cơ chế y tế khu vực. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức lễ xuất quân mở chiến dịch cao điểm cùng địa phương vượt qua đại dịch COVID-19. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong buổi lễ xuất quân có mặt của 185 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực và lực lượng dân quân. Lần xuất quân này, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, tham gia tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, các chốt kiểm soát và tiêm chủng vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, góp sức tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh. Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động phong trào thi đua, lực lượng vũ trang Long An xung kích trên tuyến đầu chống dịch nhằm biểu thị quyết tâm của từng cán bộ chiến sĩ trên trận chiến chống giặc COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, với vai trò trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sẵn sàng lên đường nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu trong buổi lễ xuất quân, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Được đánh giá cao vai trò tham mưu thực hiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc buổi lễ xuất quân và phát động thi đua, cũng như đã tổ chức nhiều buổi xuất quân đưa cán bộ chiến sĩ lên tuyến đầu chống dịch tại các địa bàn trọng điểm. Đây là việc làm thực sự cần thiết, kịp thời, thể hiện tinh thần từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy rất tin tưởng sự quy động vào cuộc với số lượng lớn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, cùng với công tác dân vận sẽ nhanh chóng góp phần phòng chống, kiểm soát, khống chế dịch bệnh, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, xóa vùng đỏ, bảo vệ vững chắc vùng xanh, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới, góp phần cùng địa phương ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, chiều nay ngày 4 tháng 8 năm 2021, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Cần Giuộc. Tính đến ngày 4 tháng 8, huyện Cần Giuộc ghi nhận 2.254 trường hợp F0, 2.329 F1 và 3.649 F2. Đến nay đã điều trị khỏi bệnh 503 trường hợp. Huyện đã đưa vào hoạt động 2 khu cách ly tập trung. Đến nay đã tổ chức tiêm vaccine 4 đợt cho 11.301 người, trong đó tiêm cho 4.944 công nhân tại các doanh nghiệp thực hiện phương án 3 tại chỗ. Hiện huyện đang triển khai kế hoạch thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên, dự kiến sẽ tiêm cho 174.566 người trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 28 tháng 8 năm 2021. Bên cạnh những nỗ lực của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì hiện nay nguồn nhân lực, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế chưa đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng chống dịch. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của huyện trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Ông yêu cầu huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện tốt việc tầm soát kịp thời tách F0 ra khỏi cộng đồng, siết chặt việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch hiệu quả, bên cạnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine toàn dân nhằm thực hiện chiến lược miễn dịch cộng đồng trên địa bàn toàn huyện. Sáng nay, đoàn công tác tỉnh ủy Long An và thành ủy Tân An do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà các bệnh viện dã chiến, các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố Tân An. Tại Bệnh viện dã chiến số 9, Trường Chính trị Long An và Bệnh viện dã chiến số 11, Trường Trung học Phổ thông chuyên Long An, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và động viên tinh thần lực lượng y tế, an ninh, hậu cần tiếp tục khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt công tác chăm sóc điều trị cho người bệnh. Đến nay thì hai bệnh viện này đang điều trị khoảng 1.500 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.
Thưa quý vị, chiều ngày 3 tháng 8 2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải có buổi làm việc về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Vĩnh Hưng. Đoàn công tác đã đến thăm bệnh viện Chợ Chiến số 6 và hai khu cách ly tập trung của huyện. Tại các nơi đến, đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình hoạt động, đời sống sinh hoạt của các bệnh nhân, các trường hợp F1, F2 và các cán bộ chiến sĩ lực lượng y tế trong thời gian cách ly. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những đóng góp tích cực của các lực lượng phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các lực lượng này cần cố gắng hơn nữa trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đảm bảo thực hiện đúng quy định an toàn và nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 25 triệu đồng cho mỗi cơ sở phòng chống dịch. Thưa quý vị, chiều nay ngày 4 tháng 8 năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải đến thăm động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại Bệnh viện Chợ Chiến số 14 và khu cách ly tập trung tại huyện Thủ Thừa. Huyện Thủ Thừa có 4 khu cách ly tập trung và 1 bệnh viện Chợ Chiến. Tổng số tiếp nhận tại khu cách ly tập trung là 464 trường hợp, đã bàn giao 292 trường hợp đã hoàn thành cách ly về địa phương. Bệnh viện Chợ Chiến số 14 hiện đang tiếp nhận 582 trường hợp. Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải ghi nhận đánh giá cao công tác phòng chống dịch của huyện và động viên tinh thần lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, ông cũng yêu cầu lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch thực hiện tốt công tác bảo vệ sức khỏe của bản thân, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh, để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải trao tặng mỗi đơn vị 25 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh Long An. Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 8 2021, ông Trương Văn Nọ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An đến thăm tặng quà, động viên các lực lượng tuyến đầu làm công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Đoàn đã trao tặng Bệnh viện Dã chiến số 13, 400 bộ đồ bảo hộ y tế, 20 thùng sữa và 1 thùng khẩu trang y tế. Ông Trương Văn Nọ gửi lời hỏi thăm sức khỏe động viên đến cán bộ, nhân viên y tế, tình nguyện viên đang ngày đêm làm nhiệm vụ điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19, đồng thời mong muốn các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phòng tránh lây nhiễm chéo, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ và nhân viên tại bệnh viện. Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng địa phương sớm đẩy lùi đại dịch. Tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã trao tặng các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và đồn biên phòng Thạnh Trị 40 thùng sữa, 16 chiếc xe đạp để thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới. Ông Trương Văn Nọ mong muốn các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới tiếp tục nỗ lực, cố gắng kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh trái phép và buôn lậu, không để mầm bệnh xâm nhập lây lan vào sâu trong nội địa, chung tay cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà kiểm soát ngăn chặn có hiệu quả tình hình dịch bệnh, không để dịch bùng phát vượt tầm kiểm soát. Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Kiến Tường cũng đã đến hỗ trợ thực phẩm cho các hộ dân nằm trong khu vực phong tỏa tại khu phố 3, phường 2, thị xã Kiến Tường. Đợt này, đoàn hỗ trợ 90 phần quà là các nhu yếu phẩm trong sinh hoạt do các mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình san sẻ yêu thương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã, bắt đầu từ ngày 19 tháng 7 năm 2021. Đến nay, đã tổ chức được 4 đợt hỗ trợ, tổng số 722 phần quà trị giá gần 110 triệu đồng, được trao đến tay người dân nằm trong khu vực phong tỏa. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều đợt thăm tặng quà Bệnh viện Dã chiến và các khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Thưa quý vị, theo kế hoạch, trong 2 tháng 8 và tháng 9, toàn dân Long An sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1. Đây là chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất trong lịch sử nhằm chăm lo sức khỏe của người dân. Vaccine phòng COVID-19 sẽ được tiêm cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh, không phân biệt có hay không có hộ khẩu tại Long An, nhằm thực hiện chiến lược miễn dịch cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh. Kế hoạch tiêm vaccine chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2021, tập trung cho 5 địa phương trọng điểm gồm Bến Lức, Cần Duộc, Cần Đức, Đức Hòa và thành phố Tân An, dự kiến trên 852.000 người. Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, tập trung cho 10 địa phương còn lại gồm Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, Đức Huệ, Thạnh Quá, Tân Thạnh, Mộc Quá, thị xã Kiến Tường, Vĩnh Hưng và Tân Hưng, dự kiến trên 509.000 người.
tổng số dự kiến trên 1,3 triệu người. Cả hai giai đoạn sẽ tiêm lần lượt theo thứ tự ưu tiên. Nhóm ưu tiên số 1 là đối tượng tuyến đầu chống dịch, nhóm ưu tiên số 2 là người dân từ 65 tuổi trở lên và nhóm ưu tiên thứ 3 là tất cả người dân còn lại. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày chuẩn bị, Bệnh viện Dã chiến số 19 tại huyện Bến Lức, điểm trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ và Trung học Cơ sở Nguyễn Trung Trực chính thức đưa vào hoạt động ngày 4 tháng 8 năm 2021 với quy mô 550 giường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức Trần Giang Tươi đến gặp gỡ động viên đội ngũ y bác sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ trực chiến tại bệnh viện. Bệnh viện Dã chiến số 19 được trang bị đầy đủ trang thiết bị, ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý, hệ thống camera quan sát nhằm tạo điều kiện cho việc xây dựng quy trình và vận hành bệnh viện an toàn, chuyên nghiệp và minh bạch. Bệnh viện Dã chiến số 19 sẽ là nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng. Các trường hợp nhiễm COVID-19 vào đây sẽ được xét nghiệm, chăm sóc và điều trị đúng quy trình. Nếu diễn biến tốt, không xuất hiện các triệu chứng trở nặng, sau 7 ngày có thể xuất viện. Tất cả cán bộ, nhân viên, y bác sĩ trước khi đến bệnh viện làm nhiệm vụ đã được tập huấn kỹ phương pháp tiếp nhận, điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Cái bệnh viện Dã chiến 19 là chỉ là tiếp nhận các F0 không có triệu chứng. Cho nên là nhân viên được đảm bảo các bác sĩ cũng như điều dưỡng để theo dõi, nếu mà có trường hợp mà chuyển triệu chứng thì sẽ chuyển lên tuyến trên. Cho nên là ở đây cũng có một số cơ sở vật chất tương đối đảm bảo đầy đủ. Ngoài cái đầu tư của tỉnh thì huyện cũng xem xét bổ sung thêm đầy đủ yêu cầu của bệnh viện Dã chiến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện mong muốn ban giám đốc bệnh viện vận hành bệnh viện theo đúng quy trình chăm sóc điều trị của Bộ Y tế và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị tại địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ, sớm đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội Nông dân phường 5 thành phố Tân An tổ chức phiên chợ rau không đồng với phương châm ai có đến cho, ai cần đến lấy. Qua một ngày tổ chức, Hội Nông dân phường 5 đã vận động được 2 tấn gạo, 500 chai nước mắm, nước tương và 500 kg rau củ quả khác để cung cấp cho bà con nhân dân trong phường 5, được bà con hoan nghênh. Việc tổ chức phiên chợ rau không đồng đã hỗ trợ giúp đỡ cho hàng trăm gia đình nghèo khó khăn có được nguồn thực phẩm để cùng vượt qua đại dịch. Đây là một mô hình hay với một hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn, hy vọng sẽ được nhân rộng trong thời gian tới. Thưa quý vị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội công bố đường dây nóng hotline tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch COVID-19 như sau. Ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở, số điện thoại cơ quan 02723-820-252, số điện thoại di động 0903-112-997. Ông Châu Công Rỡ, trưởng phòng lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp, số điện thoại cơ quan 02723-826-953, số điện thoại di động 0918-499-405. Thưa quý vị, trong thời gian cao điểm chống dịch COVID-19, các chốt kiểm soát dịch bệnh như những tấm lá chắn ngăn chặn dịch lây lan, vượt qua cái nắng đổ lửa, những trận mưa giông như trút nước, nhưng lực lượng tuyến đầu chống dịch vẫn không quản ngại gian khó, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chứng kiến những hình ảnh này khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng, bởi cứ sau mỗi trận mưa giông thì lực lượng tại đây phải căng mình chịu đựng. Dẫu vậy, mọi người vẫn bám chốt để tiếp tục công việc kiểm soát người và phương tiện qua lại tại đây. Trong tình hình thời tiết hiện nay thì nắng mưa thất thường, thì những ngày trời nắng thì anh em vẫn phải đến ra giữa đường để kiểm tra tất cả các phương tiện từ cao tốc đổ xuống, và những hôm mà trời mưa lớn thì anh em phải mặc áo mưa ra để dừng tất cả các phương tiện. Như ngày hôm nay trời mưa râm râm thì anh em cũng cố gắng thì đứng trong dù, thì có anh em ta hỗ trợ, người cầm dù thì người cầm gậy để dừng tất cả các phương tiện để kiểm tra tất cả các phương tiện để vào thành phố Tân An này có giấy test COVID âm tính. Nếu như cán bộ chiến sĩ tiếp tục công tác phân luồng, chốt chặn, thì những người như ông Lễ cùng anh em trong tổ dân phòng đảm đương công tác hậu cần, trong đó có việc gia cố lại các chốt kiểm soát sau những trận giông để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân đến khai báo y tế. Em nói ra cũng khó khăn nhưng mà anh em phải quyết tâm. Quyết tâm bởi vì mình đây là cũng giờ giữ chung với cộng đồng, với xã hội.
Bữa là mưa là coi như cái nóc này là nó bay luôn, cái dù nó nằm ở trong nó cũng hốt xuống dưới mé ráo trơn, nó tội luôn. Nó làm cái luồng gió nó quá mạnh rồi anh em cũng phải đứng mà chịu thôi, mặc áo mưa ra là chịu thôi chứ đâu có ấy được. Ngày không mưa thì trời lại nắng như đổ lửa, song lực lượng tuyến đầu gạt những giọt mồ hôi để tiếp tục kiểm soát, chốt chặn. Thậm chí có nhiều đối tượng dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng, xúc phạm ngành chức năng khi không được phép qua chốt. Nhưng lực lượng vẫn nhẹ nhàng giải thích để những đối tượng này cảm thông và chia sẻ hơn nhiệm vụ vì cộng đồng mà lực lượng đang thực hiện. Cái này thực hiện theo chỉ thị 16 thì tương đối người dân đã chấp hành một cách nghiêm túc. Tuy nhiên cũng có một số cái tài xế cũng như là cái người mà dân cũng có những cái phản ánh hoặc là những cái lời nói là nó cũng không được hay lắm cho cái lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái xã hội thì tất nhiên là cũng phải có người như thế này thế khác, cho nên là lực lượng làm nhiệm vụ đây cũng chấp nhận những cái chuyện đó. Vượt qua trở ngại của thời tiết cùng những thiếu thốn về vật chất, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trong toàn tỉnh đang ngày đêm bám chốt, quyết tâm vượt nắng thắng mưa đẩy lùi dịch bệnh. Sau cơn mưa, trời lại sáng, lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát trên khắp địa bàn vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ với mong muốn sớm dập tắt dịch bệnh, mang lại bình yên cho nhân dân. Tiếp theo chương trình, sẽ cấp phép thuốc Remdesivir điều trị COVID-19. Trong phần thế giới hôm nay, Indonesia đề xuất thiết lập cơ chế y tế khu vực. Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết hiện Bộ Y tế đang nghiên cứu đưa Remdesivir vào phác đồ điều trị sẽ cấp phép để sử dụng cho bệnh nhân COVID-19. Trước đó, với 500.000 lọ thuốc Remdesivir do tập đoàn Vingroup tặng Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược cho biết đang nghiên cứu đưa vào phác đồ điều trị nhằm giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân COVID-19 nặng và trung bình. Theo đại diện Bộ Y tế, việc chỉ định dùng Remdesivir cho từng bệnh nhân COVID-19 sẽ do các bác sĩ quyết định tại cơ sở y tế. Do vậy, người dân không nên tìm mua thuốc để tự ý sử dụng tại nhà. Thưa quý vị, trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Long An vừa có thông báo về việc tiếp tục tạm ngưng phát hành và tiêu thụ vé số trong hai kỳ đầu của tháng 8. Theo đó, đơn vị sẽ tạm ngưng phát hành kỳ mở thưởng vào thứ Bảy ngày 7 tháng 8 và 14 tháng 8 tới, đồng thời tạm ngưng hoạt động kinh doanh vé số đến hết ngày 19 tháng 8. Đây cũng là lần tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết lần thứ 3 liên tiếp trong 2 tháng qua, và là lần thứ 4 trong vòng 2 năm qua trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Sau thời gian này, tùy tình hình diễn biến của dịch COVID-19, công ty sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến chỉ đạo đối với hoạt động kinh doanh của công ty cho phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 8, 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cần Giuộc ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Sơn, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8 năm 2021, Công an xã Phước Lý tuần tra trên tỉnh lộ 835 xã Phước Lý thì phát hiện Sơn điều khiển xe mô tô chở theo một người phụ nữ có biểu hiện né tránh tổ kiểm tra. Lực lượng tuần tra ra hiệu dừng xe để kiểm tra thì bất ngờ Sơn tăng ga bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi đến nhà Sơn và yêu cầu về trụ sở công an để làm việc thì đối tượng có hành vi không chấp hành và liên tục chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, Sơn vào trong nhà lấy thanh sắt đánh vào người một đồng chí công an, gây thương tích ở cánh tay. Sau đó, lực lượng công an xã khống chế đưa Sơn về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận do không chấp hành nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, sợ bị lực lượng công an xử phạt khi kiểm tra nên bỏ chạy về nhà, dẫn đến hành vi chống người thi hành công vụ. Cũng trong ngày 3 tháng 8, Công an xã Mỹ Thành Bắc, huyện Đức Huệ bàn giao đối tượng với biểu hiện ngáo đá có hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 thuộc khu phố 4 thị trấn Đông Thành cho Công an huyện Đức Huệ xử lý. Vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 3 tháng 8 năm 2021, đối tượng Phan Đình Phủ Tự Buôn, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thành Tây, cầm dao xông đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên đường tỉnh 838 tại khu phố 4 thị trấn Đông Thành
lớn tiếng truy hỏi ai là người đã giữ phương tiện của mình trước đó. Mặc dù đã được đại úy Lê Hải Đăng thuyết phục bỏ con dao xuống, nhưng đối tượng Phan Đình Phủ vẫn tiếp tục xông tới dùng tay đánh trúng vào vùng mắt của đồng chí Lê Hải Đăng. Đồng chí Đăng nhanh chóng khống chế đối tượng và thu giữ con dao tàn vật, sau đó bàn giao đối tượng về công an huyện Đức Huệ tiếp tục xử lý. Được biết Phan Đình Phủ là đối tượng nghiện ma túy, vừa ra tù với mức án 6 năm về tội chống người thi hành công vụ.